Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em theo đua trên miền Tổ quốc. Hôm nay ngày 30 tháng 10, em xin lại giới thiệu tiếp góp một chiếc đầu cassette của hãng Pioneer với model của nó là CT405. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1979 với giá xưởng của nó 49.500 yên, nó tương đương với khoảng độ 11 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Ở chiếc này thì sở hữu xe ngang của nó 42 cm, chiều cao của nó là 14,3 cm và chiều sâu của nó 32 cm, nó nặng là 7 kg, mặt phay nhôm trắng nhé. Đấy, rất là đẹp và sang trọng. Đấy, và nó có thêm hai cái đồng hồ vu hai bên nhảy rất là cổ điển. Đấy, đặc biệt là bác nào mà có những chữ âm đi mà đồng hồ vu đấy thật nên thì rất là hợp luôn. Đấy, cái hai nữa là âm đi màu trắng đấy, rất là phù hợp. Thì đây là hàng vũ giá về thì nó rất là đẹp, đúng không ạ? Mặt tiền của em nói thì không có điểm trừ được. Về phần ngoài chức năng thì đọc băng cassette ra thì chiếc đồng này nó làm rè rất là tốt, chỉ cần bấm nút vào và hai đứa bấm nút test và nút vào đây là nó làm rè rất là hay. Đấy, thì một chút em sẽ test cái chức năng đó để cho bác được thưởng thức. Về phần ngoại hình ạ, em quay chi tiết để các xem. Thì chiếc đầu này về thì rất là đẹp, kể cả các phím bấm của nó rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Volume giảm âm lượng sáng bóng luôn, cực đẹp. Đồng hồ quát màu vàng. Đấy, màu vàng. Đấy, và bên trong của nó đây, các bạn nhìn nè, sáng choang luôn. Phần đầu tư đây, phần đắp lưng của nó rất là đẹp, nhìn vân này, vân đá rất là đẹp. Đấy, chỉ có một chút đây thôi này, có xước này. Đấy, rất là đẹp. Bên đây cũng thế, bên đây thì có cái vết hơi bay sơn một chút nhẹ nhàng này, nhìn nè, nhẹ nhàng thôi, không đáng kể. Đấy, vẫn còn tem này. Đây, model của nó là CT405, điện 100V, công suất 10W. Series máy của nó đây ạ, series máy của nó là ZB015730. Nó có một đường ra và một đường vào. Đấy, đường vào rồi để em kết nối để cho em test cái chức năng làm rè và ghi để nó được thưởng thức. Chân giáp của nó còn rất là mới nhé, rất là mới luôn, sáng choang luôn. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của nó rất là mới, duy nguyên bản. Về chỉ duy nhất là thay dây cua doa thôi, dây cua doa phải thay rồi, bởi vì năm 77 mấy 79 thôi nhé. Đây, nguồn vàng ươm một từ, các nhìn này rất là mới luôn. Đấy, những con ốc còn sáng choang. Tụ lọc của nó Ela 4.700 một tụ, và tụ có dipole nữa. Đấy, cũng là linh kiện cao cấp thôi ạ. Chất âm của nó rất dày mà mộc mạc, đặc trưng của dòng cassette là như vậy. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test về các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho bác được thưởng thức. Đầu này thì thu phát rất là tốt, chất âm hay, bày thì đẹp.
thằng hai đã lớn mà em hãy còn học theo các trường nhưng đã thành con. Năm loạn là kia trong nước Việt Nam, mấy con của bà đều lên lối đường, đầu quân chiến trường theo chí người dân. Sông pha chiến trường đành lòng bỏ xa gia đình từ đó, kiếm sống tung hoành quên thân xác mình, hằng mong ước thành công lớn về sau, mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Suốt ba năm liền bà tư mẫu hiền, ngày đêm khấn nguyện cho mấy người con. Chức năng làm dè và chức năng ki của chiếc đồ này. Làm dè thì các bác chỉ cần ấn nút tạm dừng này, ấn nút set và play này. Đấy. Anh đón đây
khi chưa gặp em. Tìm trong khắp chốn biên cương tình yêu. Anh lỡ cũng đàn, ai nỡ chia sẻ đôi đàn cho lòng anh thêm xót xa. Giờ đây anh biết khi anh vừa yêu, lòng anh tha thiết khi ta nhìn nhau. Em ơi anh lỡ yêu rồi, mong chấm cho hết đêm này, để rồi mình tìm đến nhau. Những phút bên nhau chiều thu ấy, tiếng nói con tim vang vọng đâu đây. Nào ngờ trong giây phút êm đềm, tình còn say như giấc mơ hoa, thì lòng người nỡ sao chia rời. Từ đây chỉ có rồi em ghi tạm một đoạn thôi. Đây. Đời anh băng giá khi chưa gặp em. Tìm trong khắp chốn biên cương tình yêu. Anh lỡ cũng đàn, ai nỡ chia sẻ đôi đàn cho lòng anh thêm xót xa. Giờ đây anh biết khi anh vừa yêu, lòng anh tha thiết khi ta nhìn nhau. Em ơi anh đã yêu rồi, mong chấm cho hết đêm này, để rồi mình tìm đến nhau. Những phút bên nhau chiều thu ấy, tiếng nói con tim vang vọng đâu đây. Nào ngờ trong giây phút êm đềm, tình còn say như giấc mơ hoa, thì lòng người nỡ sao chia rời. Từ đây chỉ có rồi. Em xin phép được dừng video ở đây. Thì trước đầu cassette này em bán với giá là 3,5 triệu đồng. Em bao ví ship toàn quốc cho bác nào chuyển đổi tiền cho em. Bác nào đặt cọc thì tự dẫn tiền ship. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào. Hẹn các bác ở video sau ạ.